Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục trò chuyện cùng Smart Shop. Bên cạnh tôi đây đang có anh Hà Bom. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề, đó chính là 4K là gì và nó có quan trọng cho những thiết bị như Android, TikTok hay không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào ngay vấn đề. Hỏi luôn anh Hà, đó là vậy thì 4K là gì? 4K là một chuẩn video mới và nó có độ phân giải gấp 4 lần so với lại Full HD. Và nó đạt được cái điều này bằng cách là nó nhồi những cái số điểm pixel vào trong cùng một cái diện tích. Tức là chúng ta có cùng một cái TV, cùng một cái diện tích là tầm khoảng 42 inch chẳng hạn. Nhưng mà với so với Full HD thì nó chỉ là 1080. Nhưng mà ở cái 4K này thì nó sẽ là gấp 4 lần cái số điểm pixel lên, tức là lên tới là 2160p. Tức là cái độ phân giải của nó là 3840 nhân với lại 2160p. Và chính vì điều đấy nó sẽ khiến cho là cái chất lượng hình ảnh của bạn trở nên là sắc nét và đẹp hơn rất là nhiều so với lại chuẩn Full HD như cái trước. À vâng, như vậy là có thể thấy rằng tức là cái độ chi tiết nó sẽ gấp 4 lần so với chuẩn Full HD đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, thế thì hỏi anh Hà là cái chuẩn video 4K này thì nó có cần không ạ? Đối với hiện tại thì cái chuẩn 4K này đang là một cái xu hướng mới của những cái thiết bị truyền hình, vì là nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái khả năng hình ảnh đẹp đẽ và chân thực hơn so với lại chuẩn Full HD ngày xưa rất là nhiều. Do vậy thì nó có thực sự cần thiết không ạ? Tôi nghĩ là cần thiết và nó phù hợp so với lại cái xu hướng hiện nay. Vâng, thế thì hỏi luôn anh Hà, đó là chúng ta biết rằng nó cần thiết và nó sẽ là cái xu hướng của tương lai. Vậy thì làm sao mà để chúng ta chơi được những nội dung có độ phân giải lên tới 4K? Để chơi được một cái hình ảnh chất lượng 4K thì đầu tiên chúng ta phải có những cái thiết bị phần cứng hỗ trợ cái khả năng mà chơi được những cái định dạng 4K. Đầu tiên tôi lấy ví dụ là cái TV của các bạn. TV của bạn phải chắc chắn rằng nó có khả năng là hỗ trợ lên tới bộ phân giải 4K thì chúng ta mới xem được những cái định dạng, những cái định dạng về hình ảnh 4K. Chứ nếu như là cái TV của bạn chỉ hỗ trợ đến Full HD thôi thì là khi mà chúng ta chạy 4K thì cái hình ảnh của chúng ta sẽ bị giật và nó sẽ không được mượt mà. Cái thứ hai là chúng ta phải có một cái thiết bị phát ra những cái chuẩn 4K đấy. Là những cái phần mềm? Là cũng là phần cứng à. Tức là những cái thiết bị như là cái đầu đĩa có khả năng là phát 4K. Vâng. Những đầu Blu-ray hay là đơn giản hơn là chúng ta có những cái thiết bị Android TV Box. Hầu như là những cái thiết bị Android TV Box bây giờ đều mang một cái chuẩn 4K. Thì chúng ta cũng cần phải phần mềm để chơi được. Đương nhiên rồi, chúng ta cũng phải có những cái định dạng video 4K hay là những cái game 4K cũng như những cái codec để giải mã những cái 4K đấy. À, như vậy là chúng ta sẽ có hai cái phần mà để có thể chơi được nội dung 4K. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần phần cứng. Phần cứng là những thiết bị ví dụ điện thoại hỗ trợ thì cũng xem được, máy tính bảng hỗ trợ xem được và Android TV Box hỗ trợ thì cũng xem được. Đúng rồi. Đúng không ạ? Vậy thì hỏi anh Hà là nếu mà nói riêng về Android TV Box, bây giờ thấy rất nhiều những thương hiệu có làm Android TV Box 4K. Vậy thì anh có thể kể tên ra một vài những cái thiết bị mà hỗ trợ độ phân giải 4K với nhiều mức giá khác nhau được không ạ? Có rất nhiều những cái chiếc Android TV Box có khả năng là chạy được những cái video 4K cũng như là những cái game 4K. Tôi lấy có thể nói là gần như là nó thành một cái xu hướng bây giờ rồi, tức là hầu hết tất cả những cái thiết bị Android TV Box từ cái tầm trung, từ tầm trung cho đến tầng cao cấp trở lên là hầu như hoàn toàn đều hỗ trợ 4K của những cái thương hiệu như là Keybox này, vâng, của Himeya này hay là của Minix. Có thể lấy những cái điển hình như là những chiếc từ những cái chiếc S3 hay S3 Plus là những cái phân khúc tầm trung của hãng hàng Keybox thì đã có khả năng là chạy được cái độ phân giải 4K. Hay là của những cái thương hiệu khác như là Minix, như là chiếc U1 hay là chiếc H8 Plus, hay là của Himeya là chiếc Q10 Pro, là những cái thiết bị hoàn toàn có thể chạy được những cái chất lượng 4K rất là mượt mà. Vâng, ok. Thế thì muốn hỏi anh Hà đó là mức giá bao nhiêu thì chúng ta có thể chơi được video 4K ở mức giá thấp nhất của Android TV Box ạ? Nếu nó là vì cái mức giá thấp nhất thì như một cái thiết bị của
Gearbox như là chiếc Gearbox S2 là một chiếc gọi là mang ở phân khúc giá rẻ, nó chỉ có tới 990.000 thôi, 990.000 thôi, nhưng mà chúng ta lại có thể chạy được 4K đó. Như vậy, nhưng mà tôi vẫn khuyên các bạn rằng là hãy trang bị cho mình một cái thiết bị nào mà nó tức là có ở một cái mức giá tầm trung, vâng, có một cái mức RAM cũng như là cái chip xử lý nó mạnh mẽ một chút, thì khi chúng ta xử lý những cái clip 4K, bởi vì những cái clip 4K, những cái video 4K cũng như là những cái game 4K thì thường là nó có một cái độ nặng cũng như là cái khả năng tiêu tốn những cái phần cứng tương đối là mạnh, cho nên là chúng ta cần nên là có những cái thiết bị nó đủ mạnh để chúng ta có thể chạy một cách mượt mà nhất cái những cái định dạng 4K đấy. Vâng, như vậy là với mức giá chưa đầy 1 triệu đồng, bạn đã có một thiết bị Android TV Box có khả năng hỗ trợ độ phân giải 4K để xem trên TV chẳng hạn, rất là rẻ đúng không? Rồi. Vâng, và trong video này thì chúng tôi cũng đã mổ xẻ cho các bạn xem đó là độ phân giải video 4K là gì và chúng ta cần những thiết bị như thế nào, phần cứng ra sao và phần mềm như nào để có thể xem video 4K và có nên hay không sử dụng cái độ phân giải này và mua những thiết bị hỗ trợ độ phân giải 4K hay không. Tất cả đều đã được phân tích rất rõ để các bạn nắm được. Và video xin kết thúc ở đây. Hy vọng là nó đã mang lại rất nhiều lợi ích dành cho những bạn nào chuẩn bị mua Android TV Box. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.